chia tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới mọi người các dự án nhà đất thổ cư cũng như nhà ở liền kề có cái giá bán nhà chỉ từ 900 triệu trở lên và có cái diện tích xây dựng trên sổ đỏ là 30 m². Tất cả các dự án bên em đều có sổ đỏ chính chủ rồi. Hiện tại hôm nay em đang đứng trước một cái dự án mới của bên công ty em đây ạ. Mọi người có thể quan sát luôn, đây đã đang xây thô lên tới tầng 3 của ngôi nhà rồi. Ở đây vị trí này bọn em có tổng là 5 căn và mọi người có thể quan sát luôn là 4 căn phía trước này là ô tô có thể vào nhà, giá chào bán chỉ từ 1 tỷ 650 triệu đồng và có cái diện tích là 35 m². Hướng nhà là hướng đông bắc, mọi người có thể quan sát đi theo em nào. Đây ạ. Hôm nay em sẽ quay cái dự án này phần thô luôn để cho mọi người biết được. Mọi người có thể, quý khách hàng của em có thể mua nhà từ phần thô để có thể về thiết kế lại theo ý của mình. Cũng như là ví dụ như là thiết kế theo cái điện nước, màu sơn, màu gạch, mọi người có thể mua từ phần thô ạ. Mua từ phần thô thì cái giá nó cũng sẽ có cái sự thay đổi hơn. Và giá như thế mà vẫn là sổ đỏ chính chủ nha mọi người. Đây ạ, 4 căn. Mọi người có thể nhìn thấy ngõ này. Ngõ trước nhà là 3 m rưỡi. Ô tô có thể lùi vào nhà thoải mái. Đây phía trong ngôi nhà này. Bởi vì đang xây thô nên em sẽ không quay tầng 2 đâu, em chỉ đứng ở đây thôi. Thì tất cả những ngôi nhà này đều được thiết kế là 4 phòng ngủ ạ. 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 sân phơi. Rất là rộng rãi, đầy đủ công năng để cho một gia đình sử dụng. Giá chào bán là chỉ từ 1 tỷ 650 triệu đến 1 tỷ 750 triệu thôi mọi người ạ. Đấy, mọi người có thể quan sát và có thể đi xem từ bây giờ, có thể đặt cọc từ bây giờ để nhận được cái nhà ưng ý ngay từ cái lúc thô như này để mình có thể mình đến kiểm tra giám sát xây dựng ngày nào cũng được. 4 căn nha mọi người, 4 căn mặt này. Và em còn bên trong, em còn phía trong là 2 căn nữa cơ ạ. Thì 2 căn phía trong thì giá nó sẽ thấp hơn một chút. Mọi người nếu như mà cần thêm cái thông tin để liên hệ thì là xin liên hệ với em Ánh ở phía trên màn hình theo số điện thoại 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người có thể gọi trực tiếp cho em. Em sẽ là người tư vấn cho mọi người những cái thông tin chi tiết hơn ạ. Mọi người xem video thấy hay thì bấm vào like kênh cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của em để mọi người có thể nhận thêm được nhiều thông tin bổ ích hơn nữa.